Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xúc chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với địa giới chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với vô minh chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bố thí Ba La Mật Đa, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp không nội chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với chân như chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng sanh chẳng diệt mà học? Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với thánh đế khổ chẳng sanh chẳng diệt mà học? Thế nào là nên đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh chẳng diệt mà học?